Hello 1 2 4. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có hứng để quay tiếp video về hướng dẫn tiếp cái khóa Auto Python, Automation của Python này. Được chưa? Thì mình sẽ mở lại cái bài hôm đầu tiên mình dạy các bạn cái không chương trình. Bài thứ nhất là mình học cái redirect rồi, học rồi đúng không? Bài thứ hai học cái file. Có đúng không nhỉ? Check lại đấy. Các bạn chờ một xíu. Không biết dạy bài mấy rồi. Ok, mình học bài 1 thôi. Hôm nay mình sẽ dạy bài 2. Bài 2 sẽ là thao tác viết file. Thì mình sẽ dạy các bạn những cái gì trong bài học này. Thì mình sẽ mở project lên. Các bạn có thể tải cái khóa học này nhập. Tải tất cả mọi thứ này ở trên GitHub của mình nhé. Mình có để một cái để một cái gì nhỉ? Để tất cả cái khung ở trên đây nhé. Đây đây đây, ngày đầu tiên. Đây, các bạn vào đây các bạn clone về nhé, hoặc download được zip rồi để ném ra, được chưa? Ví dụ bài học này bài thứ hai thì các bạn vào thao tác cái file. Ok, mình sẽ mở một cái trình duyệt, mở một cái trình editor đi để các bạn mình gõ code. Mình hay dùng cái thằng Visual Studio, thằng này trông nó ngầu ngầu, code nó thích. Ok, thì hôm nay học về thao tác cái file thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng thư viện OS. OS này chính là cái Opera System ấy, kiểu kiểu đấy, tức là thao tác với file các thứ thì nó có thể tạo ra một file mới này, đổi tên một file hoặc xóa một file hoặc là thay đổi đường dẫn các kiểu ấy. Đấy, nó chính là OS. Được rồi, ok. Đầu tiên là mình sẽ hàng đầu tiên là get đường dẫn hiện tại, tức là sao? Tức là cái code của mình nó đang chạy ở trong cái file index.python, thì tức là đường dẫn hiện tại nó sẽ phải làm như này, nó phải là từ ổ C này. Tên này, ISS dev dot này, xong rồi đến cái project của mình, xong đến đây, được chưa? Đây là cái đường dẫn hiện tại nó phải như này. Ok, thì mình sẽ dùng cái lệnh nào os.get current directory, được chưa? Thì nó sẽ viết tắt là get cwd. Ok, để chạy code Python thì mình nhắc lại, thì các bạn có thể chạy trực tiếp vào đây, bấm vào terminal hoặc là các bạn bấm vào đây, gõ chữ cmd ra, gõ là Python index.p, nó sẽ chạy cho các bạn, được chưa? Đấy, nó ra được cái đầu ra của chương trình. Nhưng mà ở trong cái Visual Studio nó tích hợp sẵn một cái gọi là cái terminal, được chưa? Tích hợp sẵn một cái terminal trong đây rồi. Các bạn bấm là Ctrl Shift vào cái dấu bên cạnh dấu một thăng ấy, đó là cái dấu huyền hay dấu ngã gì đấy. Ctrl Shift nào. Để mình thử, mình gõ cái đây đây, cái nút đây này, nút này, đấy, dưới cái nút ESC này, với cái Ctrl Shift ở dưới ESC này, được chưa? Ok, hoặc là các bạn có thể bấm vào đây, mò đây ra, đây đây, đâu nhỉ? Đấy, đây, nói chung là thế. Mà ngồi ra được cái cửa sổ này, nó chẳng qua nó chính là cái này thôi, nhưng mà nó tích hợp sẵn đây cho các bạn dễ tiện code. Đấy, ok, thì mình chạy lại Python này, index.py. Đây, nó sẽ ra được cái đường dẫn hiện tại. Ok, tiếp theo tình là chuyển đường dẫn, tức là hiện tại mình đang ở đường dẫn này, mình có thể chuyển sang cái đường dẫn khác chẳng hạn. Mình sẽ dùng câu lệnh là trang directory, trên directory tức là thay đổi cái đường dẫn hiện tại, được chưa? Thì viết tắt là chdr. Ok, bây giờ mình sẽ hôm trước mình hướng dẫn các bạn một cái nữa để code Python nó chính là cái này, idle này, nó chính là một cái để test code Python. Thì đầu tiên mình sẽ import nhé, import là OS. Tiếp theo thì mình sẽ test cái đường dẫn hiện tại này, test cụ đường này cho tôi sẽ là đường dẫn hiện tại của cái thằng này, được chưa? Cái thằng Python cell này, được chưa? Nó nằm vào trong đây cơ, nó nằm vào trong cái đường dẫn khác cơ. Đấy, thì bây giờ mình muốn chuyển nó thành trên cái directory, chuyển đường dẫn này. Thì đường dẫn thì các bạn phải thêm chữ r đây, r là đại diện cho chữ row, r đại diện row, được chưa? Tức là trong cái đường dẫn của mình nó có những cái chữ dấu bị chéo này, thì nó sẽ hiểu được nó là chéo chứ không nó sẽ báo lỗi. Ok, mình muốn chuyển nó ra cái đằng này, được chưa? Thì bây giờ là cái idle của mình nó đang nằm ở trong đúng cái đường dẫn này rồi. Đấy, đang nằm trong đúng cái đường dẫn của cái thằng index này rồi. Đấy, ok, thì mình có thể chạy dễ dàng hơn. Đấy, kiểu kiểu vậy. Tất nhiên là cái này mình quá quá giả vờ, quá test đâu.
Ok. Tiếp theo là tạo một file. Mình sẽ chạy luôn ở kia dễ cho các bạn dễ nhìn nhé. Tạo một file. Thì tạo file chẳng qua đơn giản thôi. Các bạn dùng Colang để open. Open ở đây tức là sao? Tức là mở ra một file mới. Nhưng mà chức năng thứ hai của cái file open nếu tức là nếu cái file này không có thì nó sẽ tự tạo luôn. Thứ hai là cái mode của nó, mình ghi là write, tức là cái mode cái chế độ để mình mở file ấy. Mà write tức là mình sẽ mở và để ghi. Open. Đấy. Không có nó sẽ tự tạo được chưa? Đấy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên làm như này. Mở sau thì các bạn nên đóng lại. Được chưa? Để nó quản lý được file nó không bị hở. Kiểu kiểu cứ mở nó có đóng. Được chưa? Cái này nó phải như này. Chấm nó về nha. Ok, mình lưu ở đây xong rồi sau này các bạn dễ trang lại. Ok, tiếp theo thì đổi một tên file. Đổi một tên file. Tức là mình đang có một file là nghĩa chắc rồi nhất. Trống này, rỗng chẳng có gì đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi tên file. Mình dùng cố lệnh này. os.rename nên hiện tại này và nên sau khi đó này ví dụ là mình đổi thành như này process canvas nó đã dùng một cái tức là cái file của mình nó chưa được ấy này. Cái file của mình bây giờ là chưa mình chưa đóng cái file lúc mình mở ra nên nó sẽ báo lỗi vì do cái file đang được dùng cho chương trình khác. Mình sẽ làm lại rename. Mình sẽ đổi tên file. Từ từ sai cái gì vậy? Rename. Mình đang ở nhầm đường dẫn. Ok, phải trở lại đường dẫn. Này OS này. Chấm trang directory. Bởi vì cái đường dẫn mà khi các bạn mở cái thằng idle thì nó nằm ở trong cái thằng chỗ cài đặt Python cơ, nó không nằm ở đây. Thêm chữ R vào đầu. Ok, tiếp theo mình sẽ đổi tên. Ok, được chưa? Tên đã được đổi. Đấy, rất là ngon. Đổi tên xong rồi. Tiếp theo thì xóa một file. Được chưa? Xóa một file. Bây giờ mình sẽ xóa cái file này đi. Mình sẽ là os.remove. Remove là xóa đấy. Các bạn có thể cho đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối đây đều được nhé. Thì hiện tại mình đang là dùng đường dẫn tương đối. Được chưa? Đấy, ví dụ là làm trong các thư mục khác thì các bạn có thể đầu đi kiểu C ra, C cái chéo các kiểu ra đấy. Người ta gọi đấy đường dẫn tuyệt đối, còn đường dẫn này đường dẫn tương đối. Remove. Xóa đi. Rồi, ok, mất tích rồi. Xong. Tiếp theo thì là copy một file. Copy một file. Ok, mình sẽ tạo file mới. Demo. Yeah. Ok, mình sẽ copy file. Copy file thì các bạn dùng một cái thư viện là Sutin. Nhưng mình chỉ dùng một cái module của nó thôi, đó chính là cái module copy file. Import Sutin, from Sutin import copy file. Thì cái thư viện này nó có sẵn ở trong Python rồi. Được chưa? Mình cũng không nhớ là có sẵn hay chưa cài đặt. Nếu mà không có thì các bạn phải cài đặt nhé. Cài đặt thì dùng PIP install đi. Tại mình máy mình nó cài nhiều cái quá giờ chẳng nhớ. Steam thì nó có hàm nào cứ được hiểu đơn giản là hàm được, nó có một cái hàm là copy file. Copy file thì copy file là nghĩa là get.txt. Bây giờ mình muốn nhân đôi cái file lên, tức là copy thì một cái file khác đang liên kết nó lên. Được chưa? Mình đã có một cái file là nghĩa là get2.txt và nội dung nó sẽ tương tự. Ok, đây là copy file. Tiếp theo thì viết một file, tức là ghi được một file đấy. Ghi được file thì có hai kiểu, một là file của mình nó là có tiếng Việt hoặc file mình không có tiếng Việt, được chưa? Thì đơn tổng quát thì người ta sẽ gọi là UTF-8. Được chưa? File không có UTF-8 thì sẽ như này. File có UTF-8 như này. Ok, file có UTF-8 thì như sau. Không UTF-8, tức là viết tiếng Anh. Ok, mình sẽ xóa luôn hai cái file. Thì tại sao cái việc thao tác cái file rất quan trọng? Bởi vì trong quá trình các bạn code ấy, thì các bạn cần phải ghi kết quả ra chẳng hạn, hay các bạn đọc từng file này làm đầu vào, tham số đầu vào cho các bạn. Ví dụ là tool đọc file các kiểu ghi, nói chung là rất quan trọng. Cái này gần như là cái rất quan trọng. Ok, thì file name này ví dụ nhé. Được chưa? File mới txt, mở nó ra này, và nội dung file. Đây là trong trường hợp mà không có txt8 nhé. Tức là tiếng Anh ấy,
tiếng Việt không giống. Và sau khi nó sẽ là hàm f này open nữa rồi, nó sẽ trả một cái handle này f này, sau đó thì nó f right này, sau đó thì f sẽ close, tức là viết xong các bạn phải đóng lại nhé. Các bạn tưởng tượng là các bạn mở ra, các bạn phải đóng lại giống như ở cái tủ lạnh ấy, mở ra cho đầu vào đóng lại. Ok, mình sẽ chạy thử cái này. Ok, nó sẽ tạo ra một cái file mới ở đây này, được chưa? Đấy, các bạn ví dụ các bạn chạy lần nữa này thì nó sẽ ghi dòng nữa này, được chưa? Đấy, thì cái này các bạn sẽ tạo ra, thì mình đã viết hẳn một cái hàm rồi. Đây ví dụ là mình đã viết hai rồi đấy, nó sẽ ghi thành chỗ này thành 4 dòng. Ok chưa? Đấy, mình đã viết thành một cái hàm ở đây rồi. Một hàm đây thì đối số nó sẽ là gì? Nó một đối số, thứ nhất là file name, tức là tên của file, thứ hai là nội dung của file. Đấy, các bạn cần ghi cái gì các bạn cho ở đây thôi. Tức là đây là nội dung theo line, nội dung line, tức là nội dung từng dòng một. Được chưa? Chạy hoàn phát là xong. Ok, trường hợp thứ hai thì tức là file có tiếng Việt UTF-8 thì mình cũng viết sẵn một cái hàm này rồi. Bây giờ mình sẽ dùng luôn nhé. Đấy, ví dụ này. File name của mình. Đây đi. Nội dung line, ví dụ này. Bây giờ sẽ là cái việc có dấu này. Đấy. Xong hàm, ví dụ hàm thứ hai, dòng thứ hai. Đấy, chụp cháu thế. Chạy nhé. Đấy. Right with data. À, mình chưa mở cái hàm này ra để mình mở hàm. À, trong đây thì nó phải định nghĩa là hàm nó phải viết ở phía trước nhé, tức là các bạn phải khai báo hàm ở bên trên thì nó mới chạy được, chứ không nó sẽ không hiểu được cái hàm của mình, thấy chưa? Đây nó báo là cái hàm không hiểu, tức là các bạn phải cho cái hàm bên trên, bởi vì cái Python nó là cái ngôn ngữ thông dịch mà, tức là nó chạy trên xuống dưới. Đấy, nó đọc ở đây chẳng hạn, ví dụ như từ giờ nó đọc ở đây nó sẽ không hiểu cái hàm này của mình là gì. Đấy thì mình phải cái định nghĩa là ở trên. Ok, mình đã có một cái file thứ hai. Đấy, ok, đơn giản thôi. Đấy, thì làm tổng quát thì tốt nhất các bạn nên dùng cho cả trường hợp UTF-8 thì tổng quát hơn. Tiếp theo là đọc file. Đọc file thì cũng chia làm hai trường hợp, nhưng mà ở đây cho nhanh thì mình sẽ dùng luôn một trường hợp thôi. Tức là trường hợp này trường hợp tổng quát luôn, tức là file có UTF-8 bên dưới tương tự luôn. Bây giờ ví dụ là mình cần đọc cái file này, nghĩa là 2.txt. Mode này sẽ là read này, được chưa? Ở trên mình chưa quên chưa nói là mode đây là A. A đây tức là đại diện chữ append. Append tức là thêm mới vào đấy, thêm vào cuối file đấy. Đấy, thì mình muốn là mình thêm vào thì mình thêm cuối dòng. Có cái chữ mode này các bạn để ý này, encoding của UTF-8 này. Ok, đọc file thì nói tóm lại là các bạn chỉ cần hiểu qua thôi, sau còn lại các bạn cứ dùng cái hàm mình biết sẵn cũng được. Đấy, ai hiểu kỹ thì phải thật nghiên cứu thật kỹ mà. Sau này lỗi gì chạy xung đột với nhà không biết. Thế nào thì đọc file của UTF-8 thì như sau. Đầu tiên là mình sẽ mở cái file ra này, mode R tức là read này, tức là đọc encoding của UTF-8. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái hàm là s.readline. Readline đây là readline của s, tức là sao? Tức là đọc nhiều file thành một mảng ấy, kiểu kiểu như vậy. Tức là trong trường hợp cái file của mình là nghĩa s2.txt thì nó sẽ qua hai dòng. Được chưa? Thì nó sẽ trả về một mảng qua hai phần tử. Ở trong Python người ta gọi là read chứ không gọi là mảng, được chưa? Readline, được chưa? Thì để duyệt qua tất cả các phần tử. Để duyệt qua tất cả phần tử thì mình sẽ dùng một for xong inline. For này, line in line list này. Ok. Chạy. Được chưa? Nó sẽ ra được hai dòng. Đấy. Các bạn có thể in thử cái này ra. Tại sao lại cách như này? Tại sao lại cách là một cái tuần này? Bởi vì trong cái phần tử nó đọc cái chữ ký tự xuống dòng. Đấy. Các bạn để ý này, anh nghĩa là cho này rồi. Ok. Thì các bạn có thể tạo không? Có thể giờ cái bằng làm này xong có thể check những ký tự này chẳng hạn. Được rồi. Đấy. Ok, xin chào các bạn, thế thôi nhé. Sau bài học này thì mình đã tóm tắt lại này, mình đã hướng dẫn được các bạn cách thao tác cái file. Thao tác cái file là sao? Thì các bạn có thể tạo file mới này, xóa file mới, đổi tên, copy các kiểu, được chưa? Đấy, các bạn có thể làm ghi file hoặc đọc file đấy, tức là chỉ cần những chức năng cơ bản thôi. Còn sau này các bạn làm nhiều, dùng nhiều thì bắt đầu mới cần những chức năng nâng cao khác, còn không thì thôi. Ví dụ như của cmode hay các kiểu ấy, sau này nói chung mới cần dùng, trước mắt cứ dùng để cho nó quen tay đã, chứ đừng khuyến khích các bạn thực hành nhé. Cái link này mình để ở dưới, link của cái code mẫu này mình sẽ để dưới video description, dưới phần mô tả. Ok, xin chào các bạn.